Xương à, làm như xương hay là mây? Thổi mà mở mà con. Ê trời. Con để chữ đó, cuối cùng cũng đến nơi, mình đến núi Bà Đen cho mọi người nghe. Đó, con có để là núi Bà Đen. Ơi. Kính mời quý du khách cùng di chuyển đến sân khấu nhà ga Tâm An để cùng tiếp tục chương trình nghệ thuật kính mừng lễ Phật đản với những tiết mục biểu diễn đặc sắc. Đất thánh Bà Đen một cõi thiên, bình yên thịnh vượng phúc lộc đầy, non sông đất mẹ bừng ánh sáng, hạnh phúc tỏa lan đẹp đất này. Xin gửi đến Đức Phật mong ước của những người con Phật tâm an lành, đời hạnh phúc. Máy lạnh luôn á, còn hơn máy lạnh nữa. Chụp chưa, có chụp ảnh chưa? À, mây nè, mây văn kính nè. Mẹ đâu mẹ? Mẹ quay lên nè mẹ, lột nón ra đi mẹ. Không, thôi nó quay nè. Chụp ảnh. Khi nào mình xem vô đất kìa thiên. Rồi lấy hai chụp hình đi. Chụp hình đang live trực tiếp. Đi lên đó thì đi đường kia. Ờ ừ, đường này lên được. Mà đường kia người ta đi từ từ. Đúng rồi, đi đúng rồi, đi từ dưới đất lên, đi từng bậc con này. Con này mình đi tắt. Không đi đường này, mình đi lại đi từ cái đi từ cái đi từ cái cổng lên. Để sao cái điện thoại của mợ bà sao bà không ai coi chúng ta. Thank you.
quá trời mây nó mát. Này như mùi sương á. Này có giống mùi sương hay là mây? Nó lạnh quá vậy, nó lạnh như ẩm 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 mà. Đúng không? Giống mùi sương á. Ừ, ba bà lên cái dũng này nằm đi. Nằm trên đó đó, nó phình đó. Ừ. Nè, ta ngồi vậy nè, ta ngồi vậy nè. Ghê ghê ghê. Đi mà sẽ đi lên cỏ. Trời ơi. Lên xuống rồi. Có hình chụp ảnh được cả nhà. Nhanh ba lỡ không nổi anh ơi, ba định đu gì cáp. Quá trời mây nè. Vậy hả? To. Nói gì? Ông kêu một xíu kêu mơ ba lò bộ xuống á. Ờ. Nè. Đây đây vô bốn người mình. Có chứ, ở trong mỗi cái lồng là mỗi cái làm gì kiểu có mấy vị la hán ở dưới chân nữa. Phật rồi trong đó mà. Thì đó. Nắng lên là thấy. Nắng lên là thấy à, nãy giờ khó, nó có gió lên á. Chế đi lên trên đó nó chế chụp nhìn mấy gõ lên đó đó. Ở đây chụp cảnh xa đó đi. Chụp cái mục tiêu rồi, cảnh xa. Lên trên nó chụp nó mấy gõ. Thấy. Thấy không? Thấy. Thấy à. Rồi bây giờ mình đi đâu? Thấy anh hai cũng uống dưới đi nghe nhạc. Ê, lên đó còn khác nữa, nhiều cảnh đẹp lắm. Anh hai kêu điên đó ngồi nghe nhạc ca nhạc kìa. Kìa mẹ kìa chụp hình kìa, cái kia chụp hình nó kìa. Trời mát đi, ngồi đây không gió cho đi. Cũng chờ gì đi hoài luôn thì đi cho vui. Ơi. Ừ.
thì ngon mà mình đồng bé nghe con. Lớp cây này ngồi này nè, qua đó đó, nó ngồi trên cục đá đó, chụp dịp dưới chụp lên đó.